Trấn an người hâm mộ, huấn luyện viên Chelsea vẫn bảo hiện tại tìm tương lai trước Hàn Quốc. Huấn luyện viên Chelsea cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất trước tuyển Hàn Quốc. Nhưng ông thầy người Pháp khả năng sẽ không sử dụng những nhân sự tốt nhất hiện tại. Vào lúc 18 giờ hôm nay, 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với tuyển Hàn Quốc. Đây là trận đấu giao hữu quan trọng cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Chelsea bước vào loạt chính thức thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á tháng 11 tới. Chia sẻ về mục tiêu trận đấu, hôm qua huấn luyện viên Chelsea cho biết: "Chúng tôi sắp phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu với một đội bóng đẳng cấp thế giới." Trước đó, đội tuyển Việt Nam liên tiếp có những thử nghiệm cả về lối chơi lẫn nhân sự, đặc biệt là các nhân sự trẻ trước tuyển Trung Quốc và Uzbekistan. Các thử nghiệm trẻ là một trong các nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thua liền hai trận. Các nhân tố mới được cho thi đấu trên đội tuyển quốc gia không hẳn là thể hiện tệ, nhưng rõ ràng họ chưa thể bằng các đàn anh vốn đã quen chơi ở cấp độ cao nhất. Vì thế, khi cho cầu thủ trẻ vào thi đấu, tuyển Việt Nam ít nhiều chơi chệch choạc, giảm thiểu sức mạnh. Vậy ở trận đấu Hàn Quốc này, khi đã trấn an người hâm mộ bằng quyết tâm giành kết quả tốt nhất có thể, huấn luyện viên Chelsea có còn tiếp tục các thử nghiệm hay sẽ bung ra những cá nhân tốt nhất hòng đạt sức mạnh lớn nhất ở thời điểm hiện tại? Câu trả lời e rằng sẽ là không. E rằng vị huấn luyện viên người Pháp sẽ lại tiếp tục sử dụng các cầu thủ trẻ, bất chấp việc điều đó khiến sức mạnh đội tuyển Việt Nam không đạt đỉnh. Điều này đã được ông bóng gió chia sẻ ở phần sau của buổi họp báo hôm qua. "Chúng tôi đang xây dựng một đội tuyển Việt Nam với triết lý mới, với nhiều cầu thủ mới. Chúng tôi có chiến lược giúp đội tuyển Việt Nam phát triển, có thể cạnh tranh được với những đội tuyển mạnh trong tương lai. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ vô cùng khó khăn với đội tuyển Việt Nam." Đúng vậy, điều xuyên suốt huấn luyện viên Chelsea đang hướng tới là xây dựng một đội tuyển Việt Nam mới cho tương lai. Chính vì thế, ông không e ngại gạt bớt một phần đội tuyển Việt Nam của hiện tại, dù đó là những nhân tố hiện tại vẫn đang tốt, vẫn đang hay hơn hẳn lớp trẻ. Ông thầy người Pháp đang sẵn lòng hy sinh một vài nhân tố ở thì hiện tại để lấy chỗ cho những măng non phát triển, hòng gặt hái thành quả ở tương lai. "Việc được tham dự trận đấu ngày mai là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi cần tạo ra những cầu thủ World Cup trong tương lai. Bởi việc được tham dự những trận đấu như này giúp các cầu thủ tiến bộ nhanh hơn. Có thể chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trận đấu khó khăn và kết quả không như mong muốn. Nhưng điều quan trọng nhất với chúng tôi là tạo ra một thế hệ cầu thủ cho tương lai. Việc các cầu thủ chơi với nhau thế nào với triết lý bóng đá mới, việc các cầu thủ có thể hỗ trợ nhau thế nào mới là mục tiêu chính của chúng tôi ở trận đấu với Hàn Quốc." Khi nói về việc trẻ hóa của huấn luyện viên Chelsea, bình luận viên Quang Huy từng bênh vực: "Chúng ta phải thừa nhận là cầu thủ Việt Nam thường chứng lại rất sớm. Có một số vị trí mình không thể nói tên nhưng đã bắt đầu chứng dù mới 27, 28. Khi họ có gia đình rồi có tiền lót tay các thứ thì đã chứng lại rồi. Trong bối cảnh như vậy, huấn luyện viên Chelsea phải đẩy các cầu thủ trẻ lên là đúng. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng tỏ ra lo lắng nếu huấn luyện viên Chelsea vội vã dùng quá dạy cầu thủ trẻ trên đội tuyển Việt Nam ở những trận cầu lớn. Chủ danh thủ thể công cho rằng nếu không sử dụng cầu thủ trẻ với tỷ lệ thích hợp, có thể khiến đội tuyển Việt Nam suy yếu nhiều. Và chính bản thân các cầu thủ trẻ khi không có đủ đàn anh bao bọc sẽ suy giảm phong độ và bị sốc hơn là tích lũy kinh nghiệm theo hướng tích cực. Tất nhiên, ở cương vị là huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, hơn ai hết huấn luyện viên Chelsea hiểu rõ đội hình mình đang có trong tay nhất. Ông cũng có nhiều năm làm việc với bóng đá trẻ nên rất am hiểu việc sử dụng các cầu thủ măng non, vốn còn chưa vững vàng về tâm lý thi đấu. Mong rằng với đẳng cấp của mình, huấn luyện viên Chelsea sẽ biết trẻ hóa đội tuyển Việt Nam một cách hợp lý để sự hy sinh ở hiện tại được đền đáp xứng đáng trong tương lai." Giao hữu đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam dưới bóng dáng Park Hang-seo. Mặc cho truyền thông Hàn Quốc gieo bịu ý nghĩa cuộc đối đầu giữa đội tuyển nước nhà với thầy trò huấn luyện viên Philip Chelsea, nhưng 44.000 vé trận ngày 17 tháng 10 trên sân vận động Suwon World Cup hết sạch, người hâm mộ xứ Kim Chi La lối đòi thêm. Rõ ràng, sức hút trận giao hữu chiều tối nay là có thật và một phần đến từ âm hưởng mang tên Park Hang-seo. Quá khứ có bao xa, bóng đá Việt Nam được thế giới biết đến nhiều hơn dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt với người hâm mộ xứ Hàn. Trước đó, bóng đá Hàn Quốc đã gặp Việt Nam 6 lần, thắng áp đảo 5 lần, chỉ thua 1 tại vòng loại ASEAN Cup 2004. Nhưng phải đến năm 2018, ở vòng chung kết U23 châu Á, cái tên Việt Nam mới khiến khán giả xứ Kim Chi thực sự ngưỡng mộ. Bởi ở giải đấu mà lứa 23 của họ chỉ xếp chung cuộc thứ 4, thì Việt Nam lên ngôi Á quân. Quan trọng hơn, người dẫn dắt U23 Việt Nam suýt lên ngôi cao nhất giải đấu ấy lại mang cái họ rất Hàn, họ Park, vốn bị nhiều đội bóng, chuyên gia Hàn Quốc chê ỏng chê eo. Những thành tích ấn tượng tiếp sau đó của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park khiến tên tuổi của ông nổi như sóng tại quê nhà, trở thành người đặc biệt và góp phần cho mối quan hệ hai quốc gia Hàn, Việt nâng lên tầm cao mới. Việc đội tuyển Hàn Quốc nhận lời đá giao hữu với đội tuyển xếp dưới mình 69 bậc, phải chăng có một phần từ mối giao hữu ấy? Phiên bản Park Hang-seo thời Chelsea.
Sau hai trận thua trước Uzbekistan và Trung Quốc, cùng với tỷ số 0-2, huấn luyện viên Chausseur và các học trò dự báo sẽ gặp khó khăn hơn trước đội tuyển Hàn Quốc xếp hàng đầu châu lục. Không chỉ là kế hoạch, bối cảnh buộc huấn luyện viên Chausseur phải tung ra những gì tốt nhất có trong tay vào chiều nay, trừ Quang Hải, Tiến Linh gặp những sự cố bất khả kháng. Trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, huấn luyện viên Chausseur có lẽ buộc phải gác lại quan điểm kiểm soát bóng, thay vào đó là phương án phòng ngự chặt chẽ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đã dự liệu là cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở và chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Có nghĩa, huấn luyện viên Chausseur ý thức và chấp nhận thực tế khó đôi công hoặc kiểm soát trận đấu trước đối thủ giỏi làm điều đó hơn các học trò gấp nhiều lần và cũng có thể hiểu không phải là hệ thống vận hành 3-4-3 mà là 3-5-2 hoặc 5-4-1 cho trận đấu chiều nay. Nếu đúng thế, đội tuyển Việt Nam trở lại hình hài thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hành trình phải trải qua. Dù hệ thống 3-5-2-2-5-4-1 không hề xa là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tuấn Anh, nhưng phần còn lại vẫn là những dấu hỏi. Nên vậy, dù phương án phòng ngự có được áp dụng, nó khó có thể vận hành thuần thục như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt trước lối chơi đa dạng của đội tuyển Hàn Quốc với những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Hwang Hee-chan, Lee Kang-in hay có khả năng cả Son Heung-min. Một trận thua nữa trước đội tuyển Hàn Quốc là rất thực, đã được tính đến và chẳng thấm vào đâu với hành trình rất xa, rất dài và rất khó khăn phải đi đến World Cup. Nhưng băn khoăn là cách huấn luyện viên Chausseur lựa chọn thế nào cho đội hình ra sân ở Suwon World Cup. Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thanh Bình đã là ưu tiên số 1 cho hàng thủ, nhưng liệu Triệu Việt Hưng, Việt Anh vốn quen xu hướng dâng cao có được sử dụng? Nếu vậy quá nguy hiểm. Đức Chiến, Hoàng Văn Toàn với khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, nhưng có chắc chắn được huấn luyện viên Chausseur trọng dụng. Trong vai trò cặp tiền vệ trung tâm, Tuấn Anh và Hùng Dũng dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cả hai nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ trong các tình huống mở. Bởi đối thủ của họ thể lực được ví như được ướp sâm cao ly, thử kỹ thuật lẫn kinh nghiệm. Vậy Hoàng Đức có phải được kéo về, sát cánh cùng hai đàn anh thiết lập lớp phòng thủ từ xa mà tạm quên thử nghiệm đá tiền đạo như vài trận gần đây? Nếu thế, nhiệm vụ kết thúc các tình huống mở lại được giao cho Văn Toàn vốn quen với thổ nhưỡng hay Tuấn Hải trẻ trung, nhiệt huyết. Đó là những gì tốt nhất có thể tính đến trong bối cảnh nhân sự hiện có, nhưng biết đâu huấn luyện viên Chausseur có tính toán khác. Quả thật, khi lần đầu tiên có thể đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự dưới thời huấn luyện viên Chausseur có quá nhiều điều để khiến người hâm mộ tò mò. Trong đó, không thể thiếu một khán giả đặc biệt, thầy Park. Các tuyển thủ Việt Nam muốn đối đầu với Son Heung-min, nhưng huấn luyện viên Philip Chausseur cho biết các học trò của ông rất mong được thi đấu với Son Heung-min, nhưng không rõ đội trưởng của Tottenham có thi đấu hay không vì anh đang chấn thương. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Day làm khách Hàn Quốc trên sân vận động World Cup Suwon đêm ngày 17 tháng 10 giờ Việt Nam. FPT Play trực tiếp. Theo VFF, đây là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ bởi chủ nhà có nhiều ngôi sao nổi danh trong đội hình. Huấn luyện viên Philip Chausseur ví von trận đấu này giống như một món quà dành cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi gặp một đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể. Chủ nhà là một đội bóng đẳng cấp thế giới. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tập trung cải thiện những gì không thể làm được trong hai trận đấu vừa qua trước Trung Quốc và Uzbekistan đều thua với tỷ số 0-2. Chúng tôi đang xây dựng một đội tuyển Việt Nam với triết lý mới, với nhiều cầu thủ mới. Chúng tôi có chiến lược giúp cầu thủ phát triển để cạnh tranh với những đội tuyển mạnh trong tương lai. Nhà cầm quân người Pháp cho biết thêm, gặp Hàn Quốc, chúng tôi đã phân tích kỹ các tình huống. Như việc đội tuyển Việt Nam phải chơi phòng ngự với 60-70% thời lượng bóng lăn. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để các cầu thủ bình tĩnh hơn, vượt qua áp lực từ cầu thủ đối phương. Đương nhiên, với đối thủ mạnh như Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam vẫn có khoảng cách nhất định về trình độ. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng các cầu thủ sẽ thể hiện nỗ lực cao nhất khi được vào sân. Trận đấu này, tôi không muốn gọi là một bài kiểm tra hay thử thách nào với tất cả các cầu thủ Việt Nam. Nó như một món quà để các cầu thủ có thể chạm trán với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Trước đây, huấn luyện viên Philip Chausseur đã trải qua thời gian dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản thi đấu với Hàn Quốc và ông đã bộc bạch so với 20 năm trước. Các cầu thủ Hàn Quốc thành danh nhiều hơn ở châu Âu. Có thể thấy rằng họ được xếp vào hàng những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Hàn Quốc cũng trở thành một trong những đội tuyển mạnh thế giới. Điều này được chứng minh bằng việc họ liên tiếp tham dự các kỳ World Cup. Kỹ năng cơ bản của các cầu thủ Hàn Quốc cũng tăng lên đáng kể sau nhiều năm. Mỗi năm, chúng ta đều thấy những cầu thủ trẻ triển vọng nổi lên. Bóng đá Hàn Quốc đã tạo ra khoảng cách lớn với các nền bóng đá nhỏ. Tuy nhiên, tôi tin rằng khoảng cách ấy sẽ dần được thu hẹp theo thời gian. Dù các cầu thủ ở nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam cần nhiều kỹ năng hơn nữa mới có thể bắt kịp. Tôi nghe nói các cầu thủ Việt Nam rất mong được thi đấu với Son Heung-min, nhưng không biết cậu ấy có thi đấu hay không. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới và trận gặp Hàn Quốc là nền tảng tốt để chúng tôi xây dựng đội hình trong tương lai. Tôi nghĩ việc tham dự trận đấu này là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi cần tạo ra những cầu thủ World Cup trong tương lai. Có thể chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trận đấu khó khăn và kết quả không như mong muốn, nhưng nó giúp các cầu thủ tiến bộ nhanh hơn.
Điều quan trọng nhất là tạo ra một thế hệ cầu thủ cho tương lai. Họ phải chơi với nhau, hỗ trợ nhau thế nào mới là mục tiêu chính của chúng tôi ở trận đấu với Hàn Quốc. Trung vệ Duy Mạnh nói thêm, trận này rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam vì Hàn Quốc là một trong những đội mạnh top đầu châu Á, thường xuyên góp mặt ở World Cup. Các cầu thủ cố gắng tuân thủ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cố gắng hết mình, hy vọng mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng nó vẫn mang đến những trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, là trụ cột và ghi nhiều bàn thắng cho các câu lạc bộ. Chúng tôi có một mơ ước, vào thời điểm nào đó, bóng đá Việt Nam phát triển theo kịp các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen với mặt cỏ và không gian thi đấu của sân vận động Suwon World Cup. Ông Chelsea ở sẽ không có đầy đủ lực lượng do Quế Ngọc Hải và Quang Hải bị chấn thương chưa hồi phục, trong khi Tiến Linh bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu thua Trung Quốc 0-2. Ban tổ chức trận giao hữu này cho biết 44.000 vé xem hai đội tuyển Hàn Quốc, Việt Nam đã bán hết. Chủ nhà Hàn Quốc không xem nhẹ tuyển Việt Nam. Trên lý thuyết, Hàn Quốc là đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn đội khách Việt Nam rất nhiều. Nhưng thầy trò Klinsmann đều rất tập trung cho cuộc đối đầu trên sân vận động World Cup Suwon đêm ngày 17 tháng 10. Sau trận thắng đối thủ 4-0 Tunisia có thứ hạng 29 thế giới, người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đều nghĩ đến một trận thắng đậm và thắng dễ tuyển Việt Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, huấn luyện viên Klinsmann và các học trò không nghĩ như thế, dù ông rất hài lòng với cách họ thể hiện trong trận giao hữu đầu tiên của tháng 10, từ những pha phối hợp ăn ý lẫn tinh thần đồng đội cao. Nhà cầm quân người Đức không đánh giá thấp đội bạn, chúng tôi biết về bóng đá Việt Nam. Họ không phải là một đối thủ yếu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại World Cup và ASEAN Cup. Đối với các huấn luyện viên, đây là một quá trình học hỏi tuyệt vời. Mục tiêu cao hơn của huấn luyện viên người Đức là đăng quang ASEAN Cup, danh hiệu mà Hàn Quốc không tìm thấy từ năm 1960. Liệu thầy trò Klinsmann có thể chấm dứt cơn hạn hán hay không còn là một dấu hỏi lớn, vì ông chỉ giành được một chiến thắng trong 6 trận đầu tiên cầm quân. Mới nhất, Hàn Quốc đã đánh bại Tunisia 4-0 vào đêm ngày 13 tháng 10 tại Seoul với tiền vệ Lee Kang-in của Paris Saint-Germain ghi 2 bàn thắng. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Hàn Quốc dưới thời ông Jurgen Klinsmann, trận thắng đầu tiên trong năm của họ. Ngôi sao của Tottenham Hotspur Heung-min đang phải điều trị chấn thương háng đã bỏ lỡ trận đấu. Một trụ cột khác của đội tuyển quốc gia, Hoàng In-byeom của FK SVV Zvezda bị loại khỏi đội hình xuất phát sau khi bị chấn thương cơ khép lúc khởi động. Việc chủ nhà Hàn Quốc có chiến thắng 4 sao mà không có đội trưởng xuất sắc nhất Son Heung-min là điểm báo tốt cho họ chơi bùng nổ trước đội khách Việt Nam. Thủ quân của Tottenham vẫn đang điều trị chấn thương, không thể tập luyện đầy đủ. Huấn luyện viên Klinsmann có thể giữ Son ở ngoài để giúp anh hồi phục tốt nhất, dù bản thân số 7 của Hàn Quốc cho biết anh rất muốn ra sân chơi bóng trên sân nhà. Hàn Quốc đang xếp thứ 26 thế giới, còn Việt Nam đứng ở vị trí 95, hai nước chưa đấu với nhau kể từ năm 2004. Trong 24 lần gặp nhau cho đến nay, Hàn Quốc đang có 17 trận thắng, 5 trận hòa và 2 trận thua. Ông thầy người Đức bày tỏ, chúng tôi muốn thắng các trận đấu. Nhưng mục tiêu lớn khác là chúng tôi cần hoàn thiện lối chơi và tất cả cầu thủ phải cùng nhau thi đấu rất tập trung, giàu năng lượng, khát khao và tự tin. Đội tuyển Việt Nam có thể không phải là một thử thách lớn đối với Hàn Quốc, nhưng ông Klinsmann và các cộng sự xem trận đấu này là một cơ hội để chuẩn bị cho các cầu thủ khi những đối thủ sắp tới ở vòng loại World Cup 2026 và ASEAN Cup 2024 sẽ chơi theo phong cách tương tự. Hàn Quốc thường gặp khó khăn trong việc ghi bàn trước những đối thủ chơi thiên về phòng ngự.